Hello, cả nhà, hello. Welcome back Dung Khoan, Cuộc Sống Mỹ. Chào buổi sáng chủ nhật quý vị. Giờ đây là giờ mình chạy đi giao hàng cho khách hàng. Thì sẵn đây mình làm một cái clip rất là ngắn cho quý vị thính giả mình xem nha. Cách dễ hiểu như vậy,
thì đó là cao máu, đó là bị nghẹt, mà cộng với cái mỡ trong máu nó cholesterol nữa, nó làm cho máu đặc đi thì bơm không được, thì cái tim mình nó đập, nó bơm cố bơm riết rồi tạo ra một cái sự bơm không đồng đều rất qua cơ thể mình, nó bị cao máu là vậy. Rồi cộng với cái mỡ trong máu nữa, nó hợp tác kiểu đó là mình có thể bị tai biến hoặc là nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Còn cái thấp khớp nó cũng rất là phổ biến, là bệnh gút đó, bệnh gao đó quý vị, viêm khớp đó, hình như người Việt mình đại đa số là bị là bệnh nhà giàu đó, cái bằng viêm khớp. Ngày qua vô bác sĩ ông nạt nộ mình ấy, buồn quá, ông nói đường cao, cái mình nói dạ tháng này em biết em ăn đường hơi nhiều, em lạm dụng đường hơi nhiều. Ông nạt biết như vậy sao ăn, rồi xong luôn, buồn quá. Biết đường cao rồi mà còn ăn đường là sao? Dạ em biết rồi, bây giờ bị la cũng hơi buồn, nhưng mà thôi, cái đó là bị la đúng rồi tại mình, nhưng mà la vậy thì không đúng. Đúng ra phải nhắc nhở để cho bệnh nhân người ta còn cái con đường để nói là em đường cao thì em cẩn thận, lợi tháng này cao thì em cẩn thận không ăn đường. Theo em thì vậy, nhưng mà bị nạt cái quýu luôn đó chứ. Mà để nó quay sáng nay đi giao hàng cách mình khoảng nửa tiếng đồng hồ đó, thì lẹ lẹ đang về coi football để em đi buổi trưa. Thật sự cái sức khỏe của mình, cho dù mình làm kỹ gì kỹ, mà tới cái lúc mà nó phải bệnh là nó bệnh thôi. Thì có ai đâu qua khỏi cái sinh lão bệnh tử đâu quý vị. Cái lực đó, lực tuần hoàn đó, làm sao mình khỏi được sinh lão bệnh tử. Thì cuối cùng rồi thì cũng phải già nua rồi yếu đuối thôi, rồi bệnh tật. Rồi theo ông bà thôi, cái đó là cái vĩ đạo mà mình không thể nào mà mình cản lại được. Cản lại được là mình có thể kiên cử mà sống, mà không ăn không uống, rồi không ăn không uống kiên cử nó cũng có cái hại của nó. Mình đã thấy trong quá khứ mấy ông boss của mình đó, thì rất là khiêm tốn về ăn uống tại người ta có tiền, hình như ngày họ không ăn nữa, họ rất là cẩn thận những cái gì họ ăn, rồi rốt cuộc trong cơ thể nó thiếu nhiều thứ. Cơ thể của ông nó thiếu những cái chất, chất gì, nhưng mà nó rất là trầm trọng. Tất cả những cái giữ mấy cái cơ bắp đó nó mục hết á, tự nhiên nó xúc ra hết á, tại vì cái cơ thể nó thiếu những cái chất. Còn nếu mà mình ăn quá, ăn thả vàng thì cũng không được, ăn thả vàng thì nó cũng bị cái hại. Nói tóm lại, ăn thích thì ăn, thích cái gì thì ăn cái nấy, nhưng mà phải tập thể dục. Đó là theo kinh nghiệm sống của em. Nhưng tập thể dục là gì? Hoạt động đó, tạo hóa mà, tạo ra con người mình sống là phải hoạt động, chứ mình không hoạt động là nó bị dư. Cho nên mình sống, mình thích mình ăn, mình ăn mà mình phải hoạt động để chi, để nó tiêu hao những cái chất đó, không được dư thôi. Con người mình thì ít có ai thích hoạt động luôn. Cầm bản thân mình ăn là cứ ngồi yên đóng vậy đó, là coi tivi, là thượng sách, đó là tạo ra một cái thói quen mà không có lành mạnh cho bản thân mình. Use the middle.
cái destination, cái final destination, cái chỗ của em khoảng chừng 26 phút cách nhà mình đó nha. Premiums, what's the catch? Somebody's saying, wait,
you're saying that if I give, you know, if I pledge an amount of money to my long-term care and I don't use it, I get it back. What's the catch? I love it. There's a cynical consumer right there. Well, but I see where the question is coming from. So, I mean, every financial product has pros and cons. So the catch would be it's probably a little bit more expensive than traditional long-term care. Không có nhà anh đem mắm lại thì giao đi rồi bấm chuông lấy thôi. Ờ. Làm sao nó cho hả? I don't know, để thì bạn có vô đi rồi mình thổi giá thôi, phải vô chứ. Yes. I'm in. All right, Mark. Thank you. You had a good weekend. You bet. All right, bye. Ok, cái business của em xong rồi đó. Thì giờ trên đường chạy về. Cái business hồi nãy là xong hết một mối rồi. Bây giờ mình chạy về. Mà mình bị tai biến, thành thử bà con mình đó là những cái
là những cái bệnh tật mà gọi là nó giết mình không cần báo trước, là nó giết mình giết dần giết mòn đó. Thì làm gì làm, em cũng khuyên bà con mình đi bộ, tập thể dục rồi sẽ hư. Với cái điều kiện mà mình có, ví dụ như người ta nói tập 1 tiếng đồng hồ workout đó, tập thể dục 1 tiếng là cuộc sống của mình được kéo dài ra thêm 3 tiếng nữa. Đó là cái giả thuyết mình lý thuyết để người ta khuyến khích mình thôi, chứ hồi trước có nhiều người ta không tập, ta cũng sắp có 100 tuổi ví dụ vậy, thì cũng tùy theo cái người ta không tập, nhưng mà cái cách ăn uống hoặc là cái cuộc sống của ta rất là lành mạnh. Thì làm gì làm, sức khỏe là trên hết, nó quý hơn cả vàng và bạc, quý hơn cả diamond luôn, hồng son, bất cứ cái gì trên thế gian này mình còn thì tất cả mới còn. Mà sức khỏe mình không còn là mình nó tan rụi theo ngày tháng, là coi như xong rồi. Thì làm gì làm, quý vị cũng nên khám định kỳ để mình biết được cái cơ địa của mình. Thì cũng giống như mình trồng cây đó, em chia sẻ những cái cẩm nang, những cái bí quyết mà mình trồng cây ở đây, thì cũng giống như cơ thể của mình, cây nó thiếu chất thì nó cũng bị eo, hoặc là nó đảo lộn sinh lý, nó không có trái. Thì con người mình cũng vậy, đừng có nghĩ là mình khỏe đâu. Khỏe là đúng, tại vì bây giờ mình còn ok, cái ngưỡng ra được, tại cái cơ địa của mình còn trẻ. Nhưng mà mình lạm dụng nó lâu ngày như vậy thì nó sẽ trở ra một cái bệnh nan y cho cơ thể mình. Một ngày nào đó cơ thể mình nó yếu dần đi rồi nó bộc phát ra nhiều bệnh lắm. Thì nên khám định kỳ rồi nó phòng bệnh hơn trị bệnh, nó chữa bệnh đó quý vị. Thì cái đợt giao hàng hồi nãy em giao rồi đó, cái này trên đường về đây. Thì chia sẻ kinh nghiệm sống, cuộc sống Mỹ của em đó, thì giờ thứ hai là tình của mình.